Sáng hôm nay em cập nhật clip anh chị mục bán hết chuồng đó, thì những mẫu cái sinh sản đó, thì mẫu này là tơ đó, và đẹp nha anh chị. Đó, chân móng là móng sò, cụm đứng thẳng, đuôi một chùm luôn anh chị, qua đen thui, cậy đuôi lớn đó, mẫu độ nha anh chị. Đó thì bò này là rúng, là rúng chèn anh chị, lông nhuyễn da sát một màu đỏ mặt, qua đen thui đó anh chị ơi. Đó thì con thứ hai anh chị cứ cần con nào thì cứ liên hệ con đó, man trội chữa lứa hai, chữa ab 8,5 anh chị ơi. Đó, lúng bản lúng chèn đó, thùng dạo, mẫu thùng dạo nha anh chị, chiều cao thì không có được cao dữ nhưng mà được cái mẫu thùng dạo đó. Thì con thứ hai đó, hàng quýt nha anh chị, cái mặt cái lung là thùng dạo, là thọt vu bạch đó, đúng bản đúng chèn, chân móng sò, cụm đứng thẳng đó, mẫu thùng dạo đu một chùm đúng bản đó anh chị ơi. Đó, bốn vô đều, lông nhuyễn da sát chừng chút xíu đó anh chị ơi. Mấy con bò này là tơ đi, tơ chưa đứt răng nha anh chị, cái đuôi lớn nha anh chị, qua đen thui đó, một màu đỏ mặt nha anh chị, cua bạch đó, chiều cao là tầm thước 3 mấy hết nha anh chị, 3,3 không nha anh chị. Đó, mẫu xin tơ đó anh chị ơi. Đó thì con này cũng tầm 13-14 tháng, thì chiều cao giữa lưng thì cũng tầm 1,2 mấy anh chị ơi, vu bạch, một màu đỏ mặt đó, uống bản uống chuyện đó anh chị, đó vuông móm sạch sẽ, vuông móm sạch sẽ, vu bạch nha anh chị. Đó thì mẹ con, mẹ mẫu, mẹ thì mẹ bô xin, trẻ thì cái bao bê, chân móng sò, cùng móng thẳng, một màu đỏ mặt, bốn vú đều căng sữa anh chị. Đó, vu bạch đó, bò này mẫu anh chị, đang là ôm con cái bao bê, ba đen thui. Đó, cái bao bê thì tầm tháng tuổi lưng đôi anh chị, chân móng mẫu này mẫu mẹ con sinh sản anh chị. Đó, bò này bao hoàn thiện, bao ăn uống, bao lội uống nghiêm chỉnh, chừng chút xíu lên chị ơi. Đó, lưng đôi đó, cổ thì ngay cái dây thì nó cọi cái đóng nó chạy chứ không phải là bị sò mông anh chị. Đó thì nguyên chuồng này là mẫu mẫu sinh sản, mẫu mẫu Mumbai, cái Sinter anh chị. Đó thì con nào cũng kiểu mẫu hết anh chị ơi. Cày đuôi lớn luôn, qua đen thui. Đó, thì con nào mẫu thùng dậu, bò này thì đã đẹp nha anh chị. Đó thì anh chị gần xa thích những con bò mẫu này thì mình nuôi sinh sản, cứ liên hệ số điện thoại em để cho hình. Đó, thích con nào thì mua con đó anh chị ơi, giá cả cũng cực kỳ hợp lý luôn. Đó, nào chữa thì bao chữa, nào tơ thì bao tơ anh chơi, kết bạn Zalo mình xem bò trực tiếp anh chơi. Đó thì anh chị muốn xem bò trực tiếp thì tới địa chỉ ấp Hy Hòa, xã Mỹ Lạc, Thủ Thừa, Long An anh chơi. Đó thì chuồng toàn là bò mẫu, bò cái sinh sản, giá cả phải chăng. Đó, ở xa gần thì ghép xe về cho anh chị nuôi thoát chứ. Ê, nó quên bãi đầu á. Video tới đây kết thúc, anh chị thấy thích thì liên hệ em.